Rồi hôm nay giao cho ông anh mình một số máy vàng xến em ơi, về An Giang anh em. Đồng lóc về An Giang. Này vàng cha chanh cũng về An Giang luôn em. Đây đây máy, tiếp tiếp like đi. Nhất ca kia kìa, ca 7 kia kìa, chứ phải cái này ca 700, ca 7 ca 100 cam kia kìa. Mà nói không có nói dứt khoát là hỏi cái dạng bao nhiêu, nó 7 triệu. Mà không có trừ hay trừ cái đồng máy. Dạ. Nó dính cái đồng máy luôn là tao 1 triệu tao lấy đó, nó 7 triệu à. Thấy có đồng máy. Đây nè, dạng này nè. Đó, giờ nó đó, cà 7 đó đó. Còn này nè. Rồi, anh em nào có cần xài máy liên hệ anh em, bên mình có bán hỗ trợ chơi góp ha. Anh em có cảm thấy video này, cảm thấy thích thì anh em nhấn nút đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới, những clip mới anh em. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi nha. Thân ái chào tạm biệt của anh em.